Chào tất cả anh em, mình là Tám Độ. Hôm nay mình làm clip này để nói về chiếc Winner 150X vừa mới ra. Thì mình không có cơ hội để mình đi đến nơi xem trực tiếp chiếc xe Winner 150X như nào. Nhưng mình cũng đã từng xem ở trên mạng, ảnh mạng thì mình nghĩ là nó là 100% so với ở ngoài thôi. Tại vì anh em đã chụp ảnh, quay video lên rất nhiều rồi. Về ý kiến cá nhân của mình ấy, thì mình thấy chiếc xe này cũng tương đối là ok, chứ không đến nỗi quá xấu như anh em nghĩ đâu. Nhiều anh em cũng bảo là úi dồi ôi xấu quá rồi, mang tiếng ra rồi các kiểu. Nhưng mà có nghĩa là cái đẹp với cái xấu, hai cái đấy thì nó luôn song song với nhau, chắc chắn nó luôn song song với nhau. Và có mỗi người có một cách nhìn riêng về từng sản phẩm, về từng con người, về cái đẹp hoặc cái xấu. Đấy là do mỗi người có một cái nhìn riêng thôi. Còn đối với cá nhân mình thì chiếc xe đấy hoàn toàn có thể chấp nhận được, có gọi là ok luôn đấy. Thì cái clip này ấy, nếu mà đạt được, thật sự với anh em, nếu mà đạt được 500.000 view thì mình sẽ đi mua chiếc Winner về trải nghiệm cho anh em xem luôn. Nếu clip này đạt được 500.000 view, mình sẽ đập hộp chiếc Winner luôn, đập hộp luôn và ngay, không chần chừ gì cả. Tại vì là mình rất muốn mua một chiếc Winner mới, Winner X mới về để trải nghiệm xem là như thế nào, để chia sẻ với anh em. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà quan tâm đến chiếc Winner thì sẽ chia sẻ cho mình cái clip này để mình thứ nhất là lấy cái động lực, để nhiều anh em quan tâm đến sản phẩm đấy thì mình mới mua về mình review. Thật sự ra mình mua về mình không phải để đi đâu, mình mua về chỉ là trải nghiệm thực tế hàng ngày, test động cơ rồi các kiểu thôi, chứ không phải là mua về để đi. Chính vì thế là mình rất cần anh em ủng hộ rất nhiều để mình mua chiếc Winner X150 đấy. Nếu mà clip này mà mai mà ngày kia mà đạt luôn được 500.000 view thì chắc chắn là mình sẽ đi mua luôn và ngay, không chần chừ gì cả. Mình mua sản phẩm đấy về, mình mua chiếc xe đấy về, mình review xong thì mình sẽ bán rẻ lại cho anh em đi luôn, chứ mình cũng không đi chiếc xe đấy. Tại vì là mình không đi xe máy, thật sự với anh em này, mình không kiểu xe phân khối lớn ấy thì mình cũng thi thoảng mới đi, còn đâu xe nhỏ nhỏ bình thường thì mình cũng ít khi đi lắm. Tại vì anh em biết là cái công việc của mình là đi suốt ngày rồi, không phải là oa sĩ gì cả, nhưng mà công việc của mình đi suốt ngày mà toàn đi tỉnh xa rồi toàn phải đi xe ô tô thôi, nên là không có thời gian để mà đi xe máy nhiều. Nhưng mà nếu mà anh em ủng hộ thì mình sẽ mua về, mình sẽ dành nhiều thời gian để trải nghiệm chiếc xe đấy, dành nhiều thời gian để trải nghiệm, để đánh giá một chiếc xe, một sản phẩm của Honda một cách khách quan nhất, không bia, không một cái gì cả, có sao nói vậy luôn. Tại vì anh em biết là tất cả các clip đánh giá xe của kênh mình ấy, thì từ ngày xưa mình làm rất nhiều các clip đánh giá xe, trải nghiệm xe, mình đưa ra một cái đánh giá khách quan nhất, nó thật nhất, nó thực tế nhất, nó không hề kiểu là tâng bốc quá hay là không hề dìm hàng quá, không bao giờ. Có như nào thì mình nói như thế. Nhưng mà thời gian gần đây thì những sản phẩm xe ra thì không nhiều, và những cái xe mà nó mới ra như Honda, mới ra những cái dòng mà CBR 650R ấy, CBR 650F, các thứ, những cái dòng nó mới ra ấy, thì mình chưa có cơ hội để mình tiếp cận, nên mình cũng không đưa ra được nhiều clip trải nghiệm và đánh giá. Thì chiếc Winner này là một cơ hội để mình làm lại những cái clip trải nghiệm và đánh giá thực tế nhất cho anh em. Anh em thấy thế có được không? Tại vì là nó tóm lại mình cũng định mua rồi, mình không phải là làm clip này để câu view anh em đâu, nhưng mà mình muốn là có thêm động lực để mua thôi. Tại vì mua một chiếc xe về làm vài cái clip, thật sự với anh em clip YouTube thì chẳng được bao tiền, và trải nghiệm xong thì thật sự với anh em bán thì lỗ 5-7 triệu, 10 triệu là chuyện bình thường đó. Nên là mình cần có chút động lực thế thôi. Về cái đèn pha của con Winner, thật sự với anh em là nó có hai cái dọc lên thì mình không thích lắm đó. Nếu mà đèn pha của nó mà nó bằng luôn, pha kép bằng luôn, nó không có cái mí dọc lên một sợi đấy, thì mình cảm thấy nó sẽ thích hơn. Nói chung là về phần bô thì nhìn khá đẹp anh em ạ, bô zin khá đẹp. Nói chung là mình chỉ nhìn qua một chút thôi, mình cũng chưa nhìn kỹ. Mình thích rất thích màu đen nhám tương đối đẹp, nếu mà mua thì mình sẽ mua màu đen nhám. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé. Dạ. Bye.